Công ty DNT tại xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang, rồng nhỏ ở đây được nuôi trong hàng chục bể lớn, được phun sương, sụp nước liên tục. Ngoài lực lượng công nhân chăm sóc tại các bể, cán bộ kỹ thuật cùng lãnh đạo công ty liên tục đi lại, kiểm tra kích thước và màu sắc của rồng nhỏ. Đây là công đoạn gần cuối của quy trình chế biến rồng nhỏ để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản. Ban đầu chúng tôi thử nghiệm và nuôi trên 3 hectare. Sau đó là thấy khả năng phát triển rong nho tốt và thích nghi với cái khí hậu cũng như là thổ nhưỡng của tại vùng đất Ninh Hòa, thì chúng tôi tiếp tục phát triển thêm cái vùng nuôi lên 10 hectare. Theo ông Duy, để rong nho đủ tiêu chuẩn xuất khẩu Nhật, không chỉ khâu nuôi trồng, quy trình chế biến rong nho cũng phải đảm bảo các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm HACCP. Ngay sau khi thu hoạch, rong được làm sạch cơ học trong các bể nước biển đã qua lọc và khử trùng bằng ozone. Công đoạn này giúp rong sạch tạp chất và loại bỏ được hết các sinh vật lạ bám trên cọng rong. Đồng thời, rong được phân loại luôn theo độ dài. Đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đã thành công ở cái bước là rong nho, bảo quản rong nho trong môi trường tự nhiên, không phải bỏ trong tủ lạnh là một năm, là so với những sản phẩm khác ở ngoài thị trường là khoảng 3 tháng. Du nhập vào nước ta từ năm 2004 sau 10 năm trồng thí nghiệm, đến năm 2014, Viện Hải Dương Học, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản 3 nghiên cứu thành công quy trình trồng rong nho và chuyển giao kỹ thuật để phát triển trồng đại trà. Riêng tại công ty DNT đã trồng được trên 45 hectare rong nho ở Ninh Hòa, sản lượng thu hoạch trên 2.500 tấn một năm. Ngoài việc hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc rồi cung cấp giống bà con nông dân bao tiêu sản phẩm, qua đó cũng tạo được cái công ăn việc làm, tăng cái nguồn thu nhập cho lao động của địa phương. Ngoài Nhật Bản, rong nho Khánh Hòa còn xuất sang Mỹ. Năm 2021, công ty DNT xuất khẩu trung bình 40 tấn rong nho một tháng, cao điểm lên đến 120 tấn. Trong thời gian dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đơn hàng của công ty vẫn đều đặn, giải quyết nhu cầu lao động cho hàng trăm công nhân và các nông hộ đang hợp tác nuôi trồng rong nho với công ty.